Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2022. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay tiếp đà giảm hơn 5% của phiên trước trên thị trường thế giới. Theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá dầu thô gần nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,51% xuống 111,45 USD trên thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 5 cũng giảm 0,01% xuống 105,96 USD trên thùng. Giá dầu thô giảm hơn 5% trong phiên giao dịch sáng nay, xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần vì hy vọng đối với tiến triển ngoại giao để kết thúc cuộc tranh chấp giữa Nga và Ukraine và lệnh cấm đi lại tại Trung Quốc dấy lên lo ngại về nhu cầu. Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent giao sau giảm 5,1% xuống 106,90 USD trên thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 5,8% xuống 103,01 USD trên thùng. Đây mới là mức đóng cửa thấp nhất đối với dầu WTI kể từ ngày 28 tháng 2 và mức thấp nhất đối với dầu Brent kể từ ngày 1 tháng 3. Cả hai loại dầu thô đều tăng kể từ cuộc khủng hoảng giữa Ukraine và Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 vừa qua và đã tăng khoảng 36% trong năm nay. Thưa các bạn, các đoàn đại biểu Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán thứ tư hôm ngày 14 tháng 3 qua video thay vì gặp trực tiếp ở quốc gia láng giềng Belarus như trước đây. Tuy nhiên không có tiến triển mới nào được công bố. Thưa các bạn, sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga đã tăng lên 11,12 triệu thùng trên ngày trong 3 tháng. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga và Anh cho biết họ sẽ loại bỏ dần nguồn cung từ Nga vào cuối năm 2022. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu hàng đầu thế giới với vận chuyển khoảng 7 triệu thùng trên ngày, tương đương 7% nguồn cung toàn cầu. Về tình hình giá xăng dầu trong nước hôm nay, từ chiều ngày 11 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường với xăng E5 RON 92 giá không cao hơn 28.985 đồng trên lít, xăng RON 95 không cao hơn 29.824 đồng trên lít, dầu diesel không cao hơn 28.268 đồng trên lít, dầu hỏa thì không cao hơn 23.918 đồng trên lít và dầu mazut không cao hơn là 20.987 đồng trên kg. Với mức giá chung này thì tại tập đoàn xăng dầu Petrolimex niêm yết mức giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu như sau. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật cụ thể về giá xăng dầu hôm nay ngày 15 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.